có tài năng, có tâm huyết nhưng lại thiếu đất để dụng võ. Có lẽ đó chính là tình trạng chung của nhiều nghệ sĩ trẻ tại Việt Nam, trong đó phải kể đến các nghệ sĩ nhạc kịch. Thậm chí dù đã được khán giả và giới chuyên môn công nhận thì họ, những đạo diễn, diễn viên trẻ vẫn đang phải loay hoay và lao đao với nghề. Đây là thực tế đáng buồn cho nghệ thuật sân khấu nói chung và nhạc kịch Việt Nam nói riêng. Bạn bè thân thiết vẫn thường gọi họ là những người trẻ trâu. Còn khán giả và những anh em trong nghề biết tới họ qua cái tên Buffalo, một nhóm kịch gồm các bạn trẻ tài năng và nhiệt huyết. Mà ấn tượng đầu tiên phải kể đến đó là vở nhạc kịch đình đám Chicago với nhạc kịch Broadway nổi tiếng đã được Việt hóa một cách xuất sắc cũng bởi chính những gương mặt trẻ này. Sau vở Chicago phiên bản Việt được trình làng, hàng loạt các vở nhạc kịch khác cũng được đánh giá cao ở chuyên môn và sự sáng tạo. Thì nay, nhóm Buffalo đang phải đối mặt với không ít khó khăn, mà trong đó trở ngại lớn nhất là địa điểm diễn. Vì thế, đã một thời gian dài nay, tự thân vận động và diễn ở các sự kiện nhỏ là cách để nhóm giữ được lửa nghề, đồng thời sống được với nghề. Thì rất là khó khăn khi tìm kiếm một cái điểm biểu diễn tại Sài Gòn, trong khi là ở đây đang thiếu vắng rất là nhiều những cái nhà hát đúng chuẩn hay là có những cái thiết bị để hỗ trợ nhạc kịch. Nên trong khoảng thời gian này là nhóm phải tạm ngưng để đồng thời để ngồi lại sắp xếp lại những cái kế hoạch của mình. Buffalo thì đối với Quân nó giống như là một ngôi nhà vậy. Khi mà đi đâu, ai đi đâu mệt mỏi thì chắc chắn mình cũng phải đi về nhà thôi. Đã đi được tới đường này rồi thì chắc chắn sẽ không thể dễ dàng bỏ cuộc. Được biết sau khi hết cộng tác với sân khấu 5B, Buffalo sẽ chuyển hoạt động về rạp công nhân thuộc nhà hát kịch Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng không rõ vì nguyên nhân gì mà dự kiến ban đầu lại như vụt tắt. Phải cần nghĩ đến cái bề dài, cái chiều sâu và bề dài, không biết một cái quá trình nữa, chứ không phải một hai ngày đến khi cứ tất bật rồi nhận các em vào một cái rồi thì đến khi lại nó áp lực đủ thứ chứ. Rồi có những cái có doanh thu được hay không? Vừa lên kịch bản, vừa đạo diễn, vừa diễn viên, không kể hàng trăm những công việc không tên khác, không dễ có một nhóm kịch trẻ nào lại tài năng và nhiệt huyết như thế. Tuy nhiên, chính những nhân tố đã được công nhận này hiện lại đang trong cảnh lao đao. Điều này khiến những đạt anh trong nghề như nghệ sĩ Tấn Bêu cũng không khỏi xót xa. Cảm giác hơi buồn, buồn cho các em là mình đã hết mình với các em, đang tìm một cái cơ hội cho các em định hình mà tới bây giờ cũng chưa được ngã ngũ. Và hiện nay là không biết phải tìm đơn vị nào để chứa chấp các em đây. Dù biết sự đào thải trong nghệ thuật là tất yếu, thế nhưng bên cạnh những hô hào là tạo bàn đạp hay thắp sáng sàn diễn bằng sức trẻ là một thực tế đáng buồn như đã thấy. Nguyên nhân là do người trẻ tài chưa đủ, trí chưa sâu, hay do việc quan tâm xây dựng nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa xứng tầm với vai trò là một trung tâm kinh tế văn hóa lớn của cả nước.